quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2013, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Quảng Bình đang dốc toàn lực để việc thi công các hạng mục tại nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đảo Yến được hoàn thành trong ngày mai 12 tháng 10. Bão Nari rất mạnh và phức tạp sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 ở Việt Nam trong mùa mưa bão năm nay. Công tác đối phó cần phải gấp rút chuẩn bị. Có những khu vực ở Hà Nội, nồng độ arsen trong nước ngầm đã cao gấp 10 đến 50 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới lên tiếng cảnh báo việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra hàng loạt tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCVK đoạt giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực không ngừng nhằm loại bỏ vũ khí hóa học. Thưa quý vị, theo kế hoạch, vào 18 giờ tối qua là thời điểm kết thúc viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Nhưng do còn rất đông người xếp hàng chờ đợi nên gia đình Đại tướng đã mở cửa đến hơn 21 giờ. Mặc dù vậy, cho đến nửa đêm thì tại đây vẫn còn rất nhiều người tập trung chỉ với ước mong được một lần vào trong để tiễn biệt vị Đại tướng của toàn dân. Ngày thứ Sáu, Đại tướng vĩnh biệt chúng ta. Ngày nào em Trâm Anh cũng đến xếp hàng từ 5 giờ sáng. Nhưng khi đến giờ đi học thì em không vào viếng Đại tướng được. Tối qua, em đã đứng lặng thinh như thế này. Và em đã chọn một góc theo cách riêng của mình để tiễn biệt người. Em nghĩ rằng nếu như mà dân tộc ta còn chịu bom của kẻ thù nữa thì em nghĩ là dân tộc ta vẫn có thể chiến thắng được bất kỳ một quân thù nào với một tinh thần vì đất nước, vì một vị tướng, vì chúng ta có một vị tướng vĩ đại như vậy. Những nhành hoa vẫn được thận trọng đưa qua hàng rào cùng những cái bái vọng. Và người mẹ này đang dạy cậu con trai nhỏ tuổi một vài câu hát về Đại tướng. Đêm càng khuya, nỗi khát khao lại càng dâng đầy. Có một nhà báo Úc chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sách báo, nhưng đã vượt đại dương xa xôi đến Việt Nam cũng chỉ với mong muốn được tiễn biệt con người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Tôi rất ngạc nhiên vì chiến tranh đã qua hơn 40 năm. Tôi cứ nghĩ chỉ có những người già mới đến viếng tướng Giáp. Nhưng thật lạ kỳ, cả những người trẻ tuổi cũng đến đây với một sự thành kính. Mỗi người một tâm trạng khó tả. Họ đang lặng đi trong chính sâu thẳm lòng mình trước khi người anh hùng của dân tộc về nằm với đất mẹ. Và đau đớn trong nỗi buồn chia ly. Nửa đêm, những chàng trai này đã được đặc cách vào dâng hoa và báo công với đại tướng. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên áo sẽ tiếp nối sức mạnh của tình đoàn kết, tin yêu để làm nên sức mạnh Việt Nam trong tương lai.
chiều hôm nay 11 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có thông báo về công tác tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Theo đó, tỉnh Quảng Bình đang dốc toàn lực để việc thi công các hạng mục tại nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đảo Yến sẽ được hoàn thành vào ngày mai 12 tháng 10. Trên công trường núi Mũi Rồng, mặc dù có mưa mấy ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường trở nên lầy lội, nhưng việc thi công vẫn tiếp tục không kể ngày đêm. Hàng trăm ô tô, máy ủi, máy xúc đang được huy động để hoàn thành sớm tuyến đường. Hiện các hạng mục gồm đường dẫn vào bãi, bãi đậu xe, đường dẫn lên mộ đã hoàn thành được 70% khối lượng. Dự kiến đến trưa 12 tháng 10, các hạng mục sẽ hoàn tất để bàn giao cho ban tổ chức chuẩn bị các công việc cuối cùng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian viếng Đại tướng sẽ bắt đầu ở trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh từ 7 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 12 tháng 10. Linh cữu Đại tướng dự kiến sẽ về đến sân bay Đồng Hới trong khoảng thời gian từ 12 đến 13 giờ ngày 13 tháng 10. Với tốc độ 20 đến 30 km/h thì đoàn xe đưa linh cữu sẽ mất khoảng 2 tiếng sẽ về đến nơi để làm lễ an táng. Trong thời gian đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng về Vũng Chùa, toàn bộ các phương tiện sẽ phải nhường đường và không được qua lại. Dù sáng mai mới chính thức tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng tại một số địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh đã lập bàn thờ và không gian tưởng niệm Đại tướng để người dân có thể đến viếng. Trong những ngày qua, hàng ngàn lượt các cựu chiến binh, sinh viên, học sinh, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến những địa điểm này để tỏ lòng thành kính với vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam. Lặng lẽ và trang nghiêm, từng lượt người tìm đến, thắp nén hương thành kính trước bàn thờ Đại tướng. Có những người ở tận Đồng Tháp, Bến Tre hay Cà Mau xa xôi. Họ là những cựu chiến binh, những người từng là đồng chí, đồng đội của người Tổng Tư lệnh Toàn quân năm xưa. Đó còn là những người con miền Nam xa xôi, không thể ra Hà Nội hay Quảng Bình để phiến Đại tướng. Thì bây giờ thì không ra được Hà Nội được, thì ở trong này mà tổ chức như thế này để cho anh em ở miền Nam này tỏ cái lòng nhớ thương của Bác Giáp, đó là một điều rất tốt. Chiếc đĩa có in hình Đại tướng, bức thư Đại tướng gửi để cảm ơn về món quà mà người đồng chí, đồng đội đã gửi tặng Đại tướng năm 2006. Những bức ảnh chụp chung cùng người Tổng Tư lệnh Toàn quân năm nào, tất cả những kỷ vật bí báu lưu giữ nhiều năm qua, nay được ông Phạm Văn Nhâm, người tiểu đội trưởng tham gia trận chiến Điện Biên Phủ lịch sử năm nào, mang đến để trưng bày ngay cạnh bàn thờ tưởng niệm Đại tướng. Lần đầu tiên được gặp Đại tướng ở trên con đường ra mặt trận, tại đường số 6, con đường đi Điện Biên Phủ. Lúc đó xe Đại tướng đang đi, xe dép rời sáng con đường mờ. Chúng tôi hành quân, một bên là bộ đội, giữa là đoàn xe, bên một bên là công nhân hỏa tuyến. Thì chúng tôi thấy xe của Đại tướng gần đến, chúng tôi reo lên: Đại tướng đây rồi. Chúng tôi vây lấy xe Đại tướng, thì Đại tướng có nói là chúc các đồng chí chân khỏe, đi hành quân tốt và đánh thắng trận này. Đại tướng mất đi đấy, cả một cái tổn thất cho đất nước, cho đảng, cho nhân dân, cho quân đội và cho bạn bè thế giới. Giữa những đoàn người lặng lẽ vào viếng Đại tướng, có cả những người trước đây là lính đã từng ở phía bên kia chiến tuyến. Bằng tất cả niềm tôn kính với vị tướng tài của dân tộc, họ xúc động để lại những dòng lưu bút trong cuốn sổ tang. Chúng tôi hay nói là thống tướng đó, mà cả là danh tướng của thế giới. Đó, thì và nghiệm đi cái cuộc đời của Bác Giáp thì rõ ràng thấy rằng Bác nghĩa là đúng là danh tướng của cả thế giới luôn. Và một cái danh từ mà tôi đọc, tôi thấy rằng phong tặng cho Bác Giáp mà tôi rất lấy làm tâm đắc, đó là vị Đại tướng của Hòa Bình. Không chỉ cựu chiến binh hay người cao tuổi, những người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh khi biết có không gian tưởng niệm Đại tướng do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cũng đã tìm đến, chăm chú theo dõi những cuốn sách, thước phim tư liệu về Đại tướng. Nhiều bạn trẻ đã không thể kìm nén được cảm xúc. Ừ,
Thực sự là khi mà biết tin thì đối với em là từ hôm đó em biết tin là em cảm giác như là mình giống như là mất đi một người thân rất là lớn trong gia đình. Là Việt Nam mất đi một cái người mà người ta luôn che chở và một người cha lớn mà luôn che chở cho đất nước Việt Nam. Trưa 11 tháng 10, cờ rủ đã được kéo lên tại các cơ quan cùng nhiều địa điểm trong thành phố. Người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người dân cả nước nói chung đang kính cẩn nghiêng mình trong những ngày tiễn biệt vị tướng tài, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho cả dân tộc trong suốt thế kỷ qua. Những ngày này, hàng triệu người dân Việt Nam đang một lòng hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi người có một cách tưởng nhớ về đại tướng khác nhau, và có một người họa sĩ mù nhưng ngày ngày vẫn vẽ những bức chân dung của đại tướng, mong muốn từ đó thể hiện lòng tôn kính của mình với vị đại tướng tài ba của dân tộc. Căn nhà nhỏ tại phố Linh Nam, Hà Nội. Ngày ngày, người đàn ông này vẫn miệt mài bên những bức tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đối với người họa sĩ, đôi mắt chính là nơi cảm nhận màu sắc, hình khối. Thế nhưng, với người đàn ông này thì đôi tay lại làm thay điều đó. Trận đánh năm 1975, khi ông cùng đồng đội tiến vào cửa ngõ Sài Gòn đã cướp mất đôi mắt của ông. Nhưng cũng từ năm đó, ông đã được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi đang say sưa tạc tượng Bác Hồ. Đấy thì là tôi khắc cái dòng chữ là hỏng mắt con tạc tượng người niềm tin ánh sáng trọn đời trong con. Thì nghe một cái tiếng rất quen thuộc phía sau lưng nói là đồng chí này là bàn tay rất là nhạy cảm, làm nàn tướng rất là giỏi. Thế thì tôi cua tay ra, tôi hỏi ai đây, thì đại tướng bảo đây, đại tướng đây. Cũng từ đó, hình dung về đại tướng đã in đậm trong trái tim người họa sĩ này. Để rồi giữa đôi bàn tay vốn đã quen với những khẩu súng chiến trường thì nay lại quen với việc cầm bút vẽ. Những nét vẽ thoăn thoắt, không sai một đường nét, không chệch một mảng màu. Chỉ sau 15 phút, bức chân dung vị đại tướng đã được hoàn tất. Câu mà đại tướng nói với tôi rất là xúc động, mà tôi nghĩ mãi nhớ mãi không bao giờ quên được. Một nhạc sĩ cần âm thanh mà bây giờ điếc mà vẫn sáng tác những bản hay, thì cũng như là một họa sĩ cần đường nét, ánh sáng, màu sắc mà bây giờ đồng chí không nhìn thấy, thì đồng chí hãy lấy tấm gương của Beethoven và phấn đấu và rèn luyện. Đã gần 40 năm trôi qua, ông không nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu bức chân dung về đại tướng Giáp. Tất cả chúng đã được đem tặng, và không ít trong số đó đã được tặng cho đại tướng Giáp. Năm 2005, ông đã được đại tướng giúp sang Nhật để mổ mắt. Việc đầu tiên khi đôi mắt sáng lại, ông đã vẽ ngay chân dung của đại tướng. Hai bức chân dung này là những bức vẽ mà ông suốt đời trân trọng. Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ cùng lúc diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2013. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày diễn ra sự kiện đặc biệt của đất nước, thời tiết diễn biến khá thuận lợi. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với gió đông yếu ở trên cao nên nhiều khả năng một số khu vực vào ngày 12 và ngày 13 trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Tại Quảng Bình trong ngày thứ Bảy có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng, sang đến ngày Chủ nhật thì không mưa, trời nắng, rất thuận lợi cho việc tổ chức tang lễ và việc thăm viếng của người dân. Còn tại miền Bắc, trong những ngày cuối tuần, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nên nhiệt độ ở Bắc Bộ về đêm và sáng phổ biến trong khoảng 22 đến 25 độ ở vùng đồng bằng và khoảng 18 đến 21 độ ở các tỉnh vùng núi. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Bộ, dạng thời tiết mưa rào và dông vẫn được duy trì nên nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Sau đây là tin bão trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Nari giật cấp 15 sẽ đi vào Biển Đông, vào nước ta và trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm nay. Nari được nhận định là một cơn bão rất mạnh và phức tạp, nên công tác đối phó cần phải gấp rút chuẩn bị.
Hồi 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng mạnh thêm và hướng vào đất liền nước ta. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông đông nam. Từ ngày mai, ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến vùng biển phía đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực nguy hiểm cần di chuyển ngay về nơi tránh trú an toàn. Từ 7 giờ sáng nay, công ty thủy điện Trị An đã tiến hành xả tràn để đảm bảo an toàn cho hồ chứa đã gây ngập lụt một số khu vực hạ du. Nguyên nhân là do những ngày qua mưa lớn nên mực nước trong hồ lên rất cao. Các khu vực chịu ảnh hưởng do hồ thủy điện Trị An xả tràn là huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lưu lượng nước xả qua tràn là 150 đến 300 mét khối trên giây và lượng nước qua tua bin phát điện là 900 mét khối trên giây. Như vậy, tổng lượng nước xả về hạ lưu là 1.050 đến 1.200 mét khối trên giây. Trước đó, mực nước hồ đạt 61,6 mét, trong khi cao trình của hồ là 62 mét đầy. Chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân để kịp thời tiến hành di dời tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nếu hồ tiếp tục xả lũ với lượng lớn mà hạ lưu có mưa kết hợp với chiều cường thì thiệt hại sẽ rất lớn. 57% khu công nghiệp, 85% cụm công nghiệp chưa xử lý nước thải tập trung, hệ thống nước thải chưa đạt yêu cầu theo quy định. Đó là số liệu được Cục Kiểm soát Ô nhiễm Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại Hội thảo Quốc tế Quản lý tổng hợp nước thải tại các khu công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức ngày hôm nay 11 tháng 10 tại thành phố Cần Thơ. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến cuối năm 2012, còn 36 khu công nghiệp đã vận hành hoặc đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hệ thống này xử lý hơn 364.000 mét khối ngày đêm, chỉ đạt gần 58% lượng nước thải được xử lý. Số nước thải còn lại hơn 240.000 mét khối đang bị xả thẳng ra ngoài môi trường. Tại các cụm công nghiệp, việc xử lý nước thải cũng rất kém do hạ tầng kỹ thuật cho bảo vệ môi trường không được đầu tư. Chỉ có 40 trên 614 cụm công nghiệp đang hoạt động đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, địa bàn đồng bằng sông Cửu Long có nhiều kênh rạch, nên một số doanh nghiệp lợi dụng xả nước thải thẳng ra môi trường. Trước thực trạng trên, các đại biểu cho rằng cần tập trung làm tốt quy hoạch phát triển khu công nghiệp, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng quy chuẩn môi trường trước lúc đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, xử lý triệt để các hình thức vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường. Ngày hôm nay, 6 vấn đề môi trường cấp bách nhất của nước ta đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trong hội thảo triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Hà Nội. Cụ thể, 6 vấn đề môi trường cấp bách của nước ta hiện nay bao gồm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các khu cụm công nghiệp, hoạt động khai thác khoáng sản ở nhiều địa phương, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề khó kiểm soát, tình trạng công nghệ lạc hậu, chất thải dưới hình thức phế thải nhập vào Việt Nam diễn biến phức tạp, đa dạng sinh học suy thoái nghiêm trọng, số lượng loài có nguy cơ tuyệt chủng vẫn tiếp tục gia tăng. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra các giải pháp cần thực hiện ngay nhằm xử lý kịp thời các vấn đề môi trường. Ngoài ra, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận thống nhất về định hướng, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực, kêu gọi hợp tác quốc tế để thực hiện khắc phục 6 vấn đề môi trường cấp bách nêu trên. Ô nhiễm arsen hay còn gọi là thạch tín ở trong nước ngầm là một trong những mối đe dọa lớn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Và mới đây thì các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Columbia Hoa Kỳ đã có một kết quả rất đáng báo động sau một thời gian dài nghiên cứu về việc ô nhiễm arsen trong nước ngầm ở Hà Nội. Đã có những khu vực nồng độ arsen đã cao gấp 10 đến 50 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại làng Vạn Phúc, Thanh Trì. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì việc nước ngầm Hà Nội nhiễm arsen đã gây chú ý cho không chỉ các chuyên gia trong nước mà cả các chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi đang có mặt tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, các chuyên gia đã khoan 9 mũi khoan ở những tầng nước khác nhau và cho ra những kết quả khác nhau. Xen giữa những tầng nước an toàn là những tầng nước mà arsen đã đạt đến mức báo động. Chúng tôi tìm đến gia đình ông Thuận tại xã Vạn Phúc, nơi nhiều ngày qua các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tiến hành khoan dò. Các chuyên gia đã đo mẫu nước lấy từ giếng các hộ dân và thấy nồng độ nhiễm thạch tín khá cao.
nhưng đa số những người dân ở đây vẫn sử dụng giếng khoan trực tiếp. Dân chúng nói chung mà ở đây thì cũng đa số là bây giờ hầu như tất cả toàn bộ là dùng giếng khoan. Thì người ta cũng có lấy cái gọi là lấy cái kinh nghiệm là chủ yếu thôi. Thế là người ta khoan đến cái mức độ nào mà ta đổ nước chè mà nó không đen thế là người ta ăn được thôi. Chứ còn bây giờ thử như thế này thì từ trước khi mà các cái đoàn mà người ta về người ta làm việc này thì là người, cũng nhiều người đến đây nhờ người ta thử nước cho, đem mẫu nước đây người ta thử cái từ thế nào mà. Nhu cầu sử dụng nước của người Hà Nội ngày càng tăng cao, dẫn đến tầng nước an toàn này bị khai thác quá mức, khiến nước từ tầng nhiễm thạch tín và từ sông Hồng chảy vào, khiến các giếng khoan tại khu vực Vạn Phúc nói riêng và toàn Hà Nội nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ cuộc điều tra, nhóm khoa học nhận định, ở Vạn Phúc có hai tầng nước. Một tầng nằm trong lớp trầm tích từ khoảng 5.000 năm và nhiễm thạch tín cao. Một tầng nước an toàn khác có khoảng 12.000 năm tuổi. Cái việc khai thác nước ngầm một cách tự do và một cách không kiểm soát cũng như là với một cái tốc độ rất lớn hiện nay thì có thể gây nên cái hiện tượng di chuyển hoặc là dịch chuyển các cái tầng chứa nước và gây nên cái hiện tượng ô nhiễm từ cái vùng có cái hàm lượng arsen rất cao sang cái vùng có hàm lượng arsen thấp. Thành viên nhóm nghiên cứu và chính quyền địa phương cho biết đã có một số chương trình hỗ trợ khu vực Vạn Phúc khắc phục hiện trạng trên. Hiện nay là chính phủ cũng như là lãnh đạo thành phố Hà Nội thì đã có những cái biện pháp rất là cụ thể bằng cách là thay nước cấp dùng ở nước ngầm bị ô nhiễm hiện nay bằng nước mặt. Thế còn đối với người nông dân ở những cái vùng và nông thôn ấy thì người ta sẽ có biện pháp khác giản đơn hơn, sử dụng bể lọc cát. Đấy là phương pháp rẻ tiền và an toàn. Tuy nhiên, nếu mọi người trong thành phố tiếp tục khai thác nước ngầm nhiều, thiếu kiểm soát, thì thời gian tới, vấn đề thạch tín sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thạch tín ở nồng độ cao có thể gây ra các chứng bệnh về tim mạch, gan, thận cũng như ung thư. Thưa quý vị, sáng nay tại khuôn viên công ty cổ phần Nicotech Thành Thái nằm trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, công ty cổ phần đầu tư công nghệ tài nguyên môi trường Việt Nam đã tiến hành công tác khai quật và xử lý môi trường ở các điểm chôn thuốc trừ sâu. Công ty cổ phần đầu tư công nghệ tài nguyên môi trường Việt Nam đã chia ra làm 3 khu vực, bao gồm khu vực quan sát, khu vực gián tiếp để vận chuyển chất thải nguy hại và khu vực khai quật trực tiếp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến những người tham gia xử lý. Bể gia nhiệt là điểm đầu tiên được tiến hành khai quật, có thể tích 4 mét khối, đã được công ty Nicotech chôn chất thải nguy hại cách đây 10 năm. Trong bể này chứa thuốc bảo vệ thực vật là chất đặc, hòa lẫn với vôi và phèn sắt. Cơ quan chức năng hiện chưa xác định được các chất này khi phản ứng với nhau sẽ như thế nào, nên hoạt động khai quật được tiến hành hết sức dè dặt. Đơn vị thi công đã phải sử dụng 4 chiếc quạt lớn nhằm quạt gió, phát tán bớt mùi chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh, nhằm làm loãng các chất này trong không khí khu vực điểm khai quật. Trong một diễn biến mới, người dân và lực lượng chức năng đã xác định được thêm 6 điểm chôn lấp vỏ bao bì, chai lọ đựng chất thải nguy hại trong công viên công ty Nicotech Thành Thái. Việt Nam không sử dụng nhiều sừng tê giác như thế giới vẫn nghĩ. Đây là lời khẳng định của Cơ quan Quản lý Xe tít Việt Nam phản đối những kết quả nghiên cứu trong bản báo cáo Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán thực động vật hoang dã, gọi tắt là Traffic, đã công bố vào tháng 9 vừa qua về việc nghiên cứu tiêu dùng đối với sừng tê giác tại nước ta. Báo cáo của Traffic mang tên Người tiêu dùng tê giác, họ là ai? Được Traffic công bố vào tháng 9 năm 2013 có các nội dung: 5% dân số Việt Nam sử dụng sừng tê giác và có tới 16% dân số người được hỏi có ý định sử dụng và sắp tới số người sử dụng có thể tăng thêm 4 lần nữa. Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng tê giác bị săn bắt trộm tại Nam Phi. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cho biết báo cáo này không thể đại diện cho toàn bộ người Việt Nam khi chỉ thực hiện điều tra với 749 người được lựa chọn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những người này lại là những người đã sử dụng hoặc mua sừng tê giác. Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng thiếu căn cứ khoa học, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người dân Việt Nam. CITES Việt Nam yêu cầu Traffic cần phải điều chỉnh để đưa ra những nghiên cứu đúng, tránh làm cho cộng đồng thế giới hiểu sai về người Việt Nam.
Chuyển sang phần tin quốc tế, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nước Mỹ sẽ chạm mức trần nợ 16.700 tỷ đô la Mỹ. Ngày hôm qua, lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB đã lên tiếng cảnh báo việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra hàng loạt tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Cảnh báo trên được Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra trong bài phát biểu trước báo giới tại Hội nghị Thường niên Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế tại Washington. Hiện cả chúng tôi và các bạn đều biết rằng nếu chính phủ Mỹ không nâng trần nợ công thì không chỉ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ mà còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu như một hậu quả của hiệu ứng lan tỏa. Theo bà Lagarde, điều mà Quỹ tiền tệ quốc tế làm lúc này là sự chuẩn bị đối phó tốt nhất với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết các nước đang phát triển là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh hiện nay. Thậm chí ngay cả việc thoát hiểm vỡ nợ của nền kinh tế Mỹ cũng tác động thực sự tới các nước đang phát triển. Ngày hôm qua, quân đội Anh đã bắt đầu đợt triển khai quy mô lớn cuối cùng, tức là thêm 6.000 binh sĩ tới Afghanistan trước khi các lực lượng đa quốc gia rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á vào năm 2014. Thông báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Anh cho biết số binh sĩ sẽ được triển khai làm nhiều đợt tới tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan trong vòng 6 tuần tới. Nước Anh hiện còn khoảng 8.000 quân nhân đồn trú tại Afghanistan, song dự kiến sẽ bị cắt giảm xuống còn 5.200 vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, 87.000 quân do NATO đứng đầu chiến đấu chống lực lượng nổi dậy Taliban tại Afghanistan sẽ rút khỏi chiến trường này vào cuối năm sau. Hiện Liên Quân đang nỗ lực hỗ trợ quân đội và cảnh sát Afghanistan hoàn thiện chiến thuật, tiến hành hoạt động sơ tán y tế và đối phó với bom ven đường để giảm thiểu thương vong và củng cố an ninh. Phát biểu trong cuộc họp nội các được phát sóng trực tiếp trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Libya Ali Zeidan đã kêu gọi toàn thể người dân nước này bình tĩnh và tránh để tình hình trong nước leo thang căng thẳng. Cùng ngày, Washington đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc. Đây là lần xuất hiện mới nhất trên truyền hình của ông Ali Zeidan sau khi ông bị các tay súng vũ trang từng là thành viên quân nổi dậy bắt cóc và ông đã được trả tự do trong tình trạng sức khỏe tốt sau vài giờ giam giữ. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ ứng phó với tình hình hiện nay một cách bình tĩnh và sáng suốt, đồng thời nên loại bỏ bất cứ yếu tố nào có thể gây căng thẳng leo thang. Ông Ali Zeidan cũng trấn an dư luận rằng vụ bắt cóc ông chỉ là vụ việc có tính chất đơn lẻ và cộng đồng người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại Libya không có lý do phải lo lắng vì họ không phải là mục tiêu của những vụ bắt cóc như vậy. Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết chính phủ Mỹ lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc, đồng thời khẳng định Washington ủng hộ mọi nỗ lực của Libya nhằm hiện thực hóa khát vọng hòa bình, dân chủ và thịnh vượng sau cuộc khủng hoảng năm 2011. Tiếp tục các thông tin quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Sáng sớm nay, một đám cháy xảy ra tại một bệnh viện chỉnh hình ở quận Fukuoka, phía nam Nhật Bản, khiến 10 người thiệt mạng và khoảng 8 người khác bị thương. Đám cháy được cho là bắt đầu vào khoảng 2 giờ 20 phút và đã được dập tắt 2 giờ đồng hồ sau đó. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Theo truyền thông địa phương, bệnh viện này mở cửa năm 1970 và có nhiều bệnh nhân nội trú là người cao tuổi. Hỏa hoạn cũng xảy ra trưa nay tại một khu mua sắm ở phía tây thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến lực lượng cứu hỏa phải vất vả 5 tiếng đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa. Ngọn lửa ban đầu bùng phát ở một nhà hàng đồ ăn nhanh ở tầng 1, sau đó lan nhanh lên tầng 2 bán vải và nhiều mặt hàng dễ cháy. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Còn tại Peru, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi một xe buýt chở khách bị lật khi đang lưu thông trên một tuyến đường nối giữa hai thành phố Arequipa và Puno ở miền nam nước này trong ngày hôm qua. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên ở Peru, nơi có tình trạng đường xá chưa phát triển. Theo thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm đã có đến 781 người chết vì tai nạn giao thông ở nước này. Cựu thị trưởng thành phố phá sản Detroit, bang Michigan, Mỹ vừa bị kết án 28 năm tù vì tội tham nhũng. Theo đó, cựu thị trưởng bị cáo buộc ăn chia tiền hoa hồng với một nhà thầu hơn 83 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Kilpatrick đã tiêu xài 840.000 đô la Mỹ tiền cứu trợ mà các doanh nghiệp đã đóng góp để giúp người dân thành phố Detroit. Tổng cộng có 33 người bị kết tội đồng lõa. Cơ quan giám sát chất lượng thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày hôm qua cho biết đã phát hiện một công ty tại thành phố này bán nhiều đồng phục học sinh sử dụng thuốc nhuộm chứa chất gây ung thư bị cấm.
Theo đó, vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan chức năng kiểm tra ngẫu nhiên 30 lô đồng phục học sinh và quần áo được sản xuất bởi công ty may mặc trách nhiệm hữu hạn Quang Minh. 7 lô đồng phục học sinh của công ty này đã không vượt qua được cuộc kiểm tra của Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng Thượng Hải vì có chứa thuốc tẩy amin bị cấm và không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng sợi cùng chỉ số pH cao. Trong sản phẩm may mặc, độ pH cao có thể dẫn tới dị ứng da và khiến người dùng dễ nhiễm khuẩn. Chúng tôi đã gửi một số mẫu đồng phục đến Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng. Số đồng phục nhà trường đã mua dựa trên nguyện vọng đăng ký của các em học sinh. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã trả lại sản phẩm cho nhà sản xuất. Kể từ đầu năm đến nay, Thượng Hải đã thành lập một hệ thống kép kiểm tra chất lượng đồng phục sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Hạ bị phát hiện sử dụng các thuốc tẩy có chứa chất gây ung thư bị cấm. Theo đó, khoảng 20 trường đã mua đồng phục của doanh nghiệp này. Trong một tuyên bố chính thức cách đây vài giờ đồng hồ tại thủ đô Oslo, Na Uy, Ủy ban Nobel cho biết chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay đã thuộc về tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCVK. Kết quả này đã khiến không ít người bất ngờ bởi ứng viên được cho là sáng giá nhất trước đó là thiếu nữ 16 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai. Trong tuyên bố đưa ra lúc 4 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, Ủy ban quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho OPCVK vì những nỗ lực không ngừng nhằm loại bỏ vũ khí hóa học. Có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, tổ chức cấm vũ khí hóa học được thành lập năm 1997 nhằm thực thi Công ước Quốc tế về cấm vũ khí hóa học được ký ngày 13 tháng 1 năm 1993. Hoạt động đáng chú ý nhất hiện nay của tổ chức với 189 nước thành viên này là kiểm soát việc phá hủy hệ thống vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2014. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 11 tháng 10 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.